Và để liên tục chương trình với tiếng hát của Kim Phiên sẽ trình bày một lớp nặng tình xưa, bài Gác Cu với tiếng là đàn guitar của anh Minh Hiển. Mời chị cùng thưởng thức. Từ lâu tôi đã thích sưu tầm mà chim cu nên tôi đã chọn cái nghề gác cu. Cu tôi thuộc loài cu nòi, chóp đỏ đầu son lông mượt hẳn ngồi. Nói chẳng khoe khoang các cô đều ưa chuộng, chỉ cu này thuộc loài cu son. Bởi có một con nên tôi thương nó rất mực, đi gác chỗ nào tôi cũng mang nó theo. Rồi bỗng một hôm đi gác ở xa, tôi lên xe đò đi cho kịp chuyến. Xe chật giữa đường mọi người. Nhưng mà anh Minh Hiển ảnh cũng chuyên gia về làm lồng cu và bán lồng cu. Xin mời mọi người nghỉ đi ra cu luôn. Xin mời quý vị đến ủng hộ lồng cu của anh Minh Hiển nha. Xin chào.